Bích Ngọc xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin du lịch và sự kiện của Linh Gia. Kính thưa quý vị, dù là thời tiết những năm gần đây biến đổi khá thất thường, chúng ta dễ nhận thấy nền nhiệt tăng dần hàng năm, mùa hè dường như đến sớm hơn và kéo dài hơn trước kia. Chỉ nghĩ đến việc được diện những bộ đồ bikini sặc sỡ, bơi dưới làn nước trong xanh của những bãi biển miền Trung, uống nước dừa ở những bãi biển vào những buổi chiều, check-in dưới ánh nắng vàng cùng với bạn bè, thưởng thức những món hải sản tươi ngon với những buổi tiệc tưng bừng. Ngọc và quý vị, chắc hẳn ai cũng háo hức được đi du lịch rồi đúng không ạ? Và nhiệm vụ chính của Ngọc trong video này đó chính là chia sẻ với các bạn một chút kinh nghiệm du lịch mùa hè. Thứ nhất, hãy chủ động lên thời gian cho việc đi du lịch ngay từ bây giờ các bạn nhé. Việc các bạn chủ động chốt được thời gian từ sớm sẽ thuận lợi vô cùng cho việc lựa chọn các dịch vụ nơi bạn định đến. Cùng với đó, các bạn sẽ có một khoảng thời gian đủ dài để mua sắm đồ, chuẩn bị cho bản thân có một chuyến đi mỹ mãn. Thứ hai, hãy lựa chọn địa điểm ngay từ bây giờ. Bạn có rất nhiều thời gian để phân tích và lựa chọn xem hè này, gia đình và cơ quan sẽ đi đâu. Chốt được địa điểm sớm sẽ giúp bạn lên những phương án liên quan thuận lợi hơn. Nếu chọn địa điểm muộn thì đôi khi việc đặt dịch vụ rất khó khăn và còn bị ép giá nữa. Thứ ba, hãy lên kế hoạch chốt số lượng thành viên tham dự chương trình ngay từ bây giờ. Dù cho bạn đi theo hình thức gia đình hay cơ quan thì cũng nên có một kế hoạch chốt nhân sự tham gia chương trình sớm. Điều này giúp bạn bố trí dịch vụ và các phương án di chuyển, quản lý nhân sự chu đáo hơn. Thứ bốn, hãy đặt dịch vụ sớm nhất có thể. Bạn có thể lựa chọn hình thức tự đi hoặc thuê công ty du lịch tổ chức, nhưng bằng cách nào thì bạn cũng nên đặt dịch vụ sớm, ký hợp đồng ngay từ bây giờ. Điều đó giúp bạn an tâm rằng giá cả dịch vụ không bị tăng cao hoặc phát sinh. Và bạn cũng không phải lo đến gần ngày đi liệu có còn đặt được xe du lịch hay không, phòng khách sạn còn hay không, nhà hàng ăn ngon hay không, giá tour có bị tăng cao hay không. Hãy tưởng tượng mùa oi nóng, người người nhà nhà đổ xô đi du lịch, những bãi biển ngộp thở vì người. Wow! Bản thân Ngọc cũng rất thích được hòa mình trong không khí ấy. Nhưng trên hết, Ngọc hy vọng quý vị và các bạn sẽ tìm được điều gì đó hữu ích trong video này để tất cả chúng ta có những chuyến du lịch biển mùa hè thật thú vị, cười thật nhiều và có những kỷ niệm đáng nhớ nữa. Đừng quên luôn theo dõi bản tin du lịch của Lương Gia. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.